Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa vừa có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất nhằm xây dựng tính khả thi và đáp ứng tình hình thực tiễn. Theo đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoReCa cho rằng thời gian qua, việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang tồn tại một số vấn đề. Với dự thảo nghị định trên, vấn đề quan trọng được đặt ra là phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người tái định cư. Cần xây dựng cơ chế giải quyết thật thỏa đáng, hợp tình hợp lý, công bằng giữa các đối tượng được tái định cư thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, được áp dụng chính sách tương đồng với chính sách áp dụng đối với trường hợp người tái định cư tại các dự án xây dựng lại nhà chung cư. HoReCa đánh giá, hiện tại, dự thảo nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo và dự thảo nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì soạn thảo đều chưa quy định không thu tiền đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư đối với người tái định cư đã được giao đất ở tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Mục đích để những người tái định cư thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án không phải là dự án xây dựng lại nhà chung cư yên tâm và chính quyền các địa phương thực thi chính sách pháp luật thống nhất. Hiệp hội dẫn chứng tại khoản 8 và khoản 10 điều 111 Luật Đất đai 2024 quy định, trường hợp người có đất ở thu hồi phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư, nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu, thì được nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, quỹ nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương quy định chi tiết về suất tái định cư tối thiểu quy định tại khoản 8 điều này. Qua đó, HoReCa cho rằng cần quy định suất tái định cư tối thiểu là một nền nhà đã có hạ tầng trong khu tái định cư hoặc một căn nhà gắn liền với đất hoặc một căn hộ tái định cư có diện tích là bao nhiêu thì theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương. Hiệp hội lấy ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh đã quy định suất tái định cư tối thiểu là căn hộ có diện tích 30m². Do vậy, Hiệp hội rất hoan nghênh điều 41 dự thảo nghị định quy định suất tái định cư tối thiểu là đất ở hoặc nhà ở hoặc trị giá bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư. Đồng thời, thông qua các điều khoản về luật đất đai, HoReCa kiến nghị không thu tiền đầu tư cơ sở hạ tầng đối với người tái định cư được giao đất ở trong khu tái định cư đã có cơ sở hạ tầng theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở, thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư. Bạn thấy giải pháp trên của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025, quy định nhiều chính sách quan trọng, trong đó có chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, có thêm hàng loạt chính sách hỗ trợ mới có lợi cho người dân bị thu hồi đất. Theo mục 4, chương 7 bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có nêu hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp quy định tại khoản 8 điều 111. Theo đó, trường hợp người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Nếu tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu. Bên cạnh đó, hộ gia đình nhiều thế hệ bị thu hồi đất được hỗ trợ thêm đất. Cụ thể, tại điều 111 khoản 4 quy định trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi, nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi mà diện tích đất ở được bồi thường không đủ để giao riêng cho từng hộ gia đình thì được xem xét hỗ trợ để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê mua nhà ở cho các căn hộ gia đình còn thiếu. Cũng tại điều 111 khoản 6 nêu rõ, hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, nếu đủ điều kiện bồi thường về đất
theo quy định tại Điều 95 của luật này mà có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở thì được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Như vậy, từ 1/1/2025, hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Ngoài ra, tại mục 4, chương 7, luật đất đai 2024 cũng bổ sung quy định tại các chính sách hỗ trợ cụ thể khi nhà nước thu hồi như hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ di dời vật nuôi, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời. Theo đó, Điều 109 quy định chi tiết về việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất. Trong đó có hỗ trợ bằng tiền không quá 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bản giao đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi, nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương đối với một số đối tượng. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất ở, kết hợp kinh doanh dịch vụ, có nguồn thu nhập ổn định từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, khi nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh và được hỗ trợ theo quy định. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tại địa phương. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến và có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của người có đất thu hồi. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Luật đất đai 2024 có hiệu lực từ năm 2025, không quy định về hộ gia đình thuộc đối tượng người sử dụng đất. Theo pháp luật hiện hành, người sử dụng đất có bao gồm hộ gia đình, Điều 5 Luật đất đai 2013. Tuy nhiên, Điều 4 Luật đất đai 2024 được thông qua hồi tháng 1/2024 và có hiệu lực từ năm 2025, quy định về người sử dụng đất, trong đó không có hộ gia đình. Theo đó, căn cứ theo luật mới, cụ thể ở khoản 25, Điều 3 Luật đất đai 2024, hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành. Do đó, từ năm 2025, luật đất đai 2024 không còn cấp đất cho hộ gia đình. Mặt khác, khoản 4, điều 256 luật đất đai 2024 quy định, trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước ngày luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành. Nếu các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì được cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất. Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.